sốc sốc. Lần đầu tiên tại Buôn Mê Thuột có một quán lẩu phục vụ trực tiếp bằng robot. Mình nghe đâu là mèo máy nhưng mà không phải Doraemon đâu nha. Đặc biệt nha, ở đây còn có một món lẩu gọi là lẩu sâm, có nguyên một củ sâm luôn. Chu cho ăn chơi lớn vậy á? Cùng dậy cho mình khám phá nha. Nằm tại 104 Nguyễn Tất Thành có một quán lẩu nướng mang tên là Giang Sinh. Mùng 9 tháng 9 này quán khai trương chính thức, khách hàng đi ăn còn được tặng sâm mang về nữa. Trời ơi, ai mà chơi lớn vậy trời. Quán được thiết kế theo hướng thiên nhiên, vừa có nét hiện đại lại vừa có nét dân dã, mang đến cho khách hàng một cảm giác mới mẻ, khẳng định ở Buôn Mê Thuột chưa từng có. Không những vậy, quán còn có quầy gia vị phong phú rất là đa dạng, có tận 22 loại cho mọi người tha hồ sáng tạo pha chế theo khẩu vị mà mình mong muốn. Đã thế nha, còn được uống miễn phí trà sữa nước sâm dây Ngọc Linh. Mọi người đến thử nước sâm này nha, vừa ngon lại vừa bổ. Và điều khiến mình tự hào thấy Buôn Mê Thuột càng ngày càng phát triển đó là quán có những em robot mèo máy phục vụ mang đồ ăn đến tận bàn, rất cute và dễ thương luôn. Ở trong quán còn có quầy pha chế và nhà bếp là một không gian mở trông khá là thú vị. Chưa hết đâu, cái này mới dành tặng cho các chị em này. Ở Giang Sinh ấy còn có một quầy làm nail riêng hoàn toàn là miễn phí dành cho các chị em nào có nhu cầu làm đẹp đôi bàn tay của mình nhé. Về menu của quán, các món ăn ở đây rất là đa dạng, đầy đủ từ thịt cho tới hải sản. Nhưng như đoạn đầu mình nói là nó rất là khác biệt. Lẩu ở đây được hầm trực tiếp với các củ sâm dây Ngọc Linh cùng với xương ống tủy, khiến nước rất là